Chào các bạn đã đến với bộ môn công nghệ 8. Dựa vào nguyên lý biến đổi năng lượng, người ta phân các loại đồ dùng điện thành 3 nhóm sau đây: đồ dùng loại điện quang, đồ dùng loại điện nhiệt và đồ dùng loại điện cơ. Ở bài 38, 39, 40, chúng ta đã tìm hiểu về đồ dùng loại điện quang, đó là đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang một loại đồ dùng điện thứ hai, đó là đồ dùng loại điện nhiệt. Đó là chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta cần hướng tới đó là hiểu được nguyên lý làm việc của các loại đồ dùng điện nhiệt, hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách sử dụng của bàn là điện. Em hãy kể tên một số loại đồ dùng điện gia đình, loại điện nhiệt mà em biết. Sau đây cô xin giới thiệu với các bạn một số đồ dùng loại điện nhiệt thường sử dụng trong gia đình, như là bàn ủi điện, bếp điện, nồi cơm điện và ấm đun siêu tốc. Các bạn quan sát sơ đồ nguyên lý hoạt động của đồ dùng loại điện nhiệt. Khi đóng điện, có dòng điện chạy trong dây đốt nóng. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng, làm biến đổi điện năng thành nhiệt năng. Đây là nguyên lý làm việc chung của các đồ dùng điện nhiệt: bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện, ấm đun siêu tốc đều có nguyên lý làm việc như trên, tức là sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để biến đổi điện năng thành nhiệt năng. Các bạn đã tìm hiểu đèn sợi đốt ở bài 38. Đèn sợi đốt hoạt động dựa trên tác dụng phát quang của dòng điện để biến đổi điện năng thành quang năng. Nhờ có dây tóc bóng đèn mà bóng đèn phát sáng. Sợi dây tóc bóng đèn được làm bằng vật liệu là dây wolfram. Vậy dây đốt nóng của đồ dùng loại điện nhiệt được làm bằng vật liệu gì? Có đặc điểm ra sao? Và đảm bảo những yêu cầu nào? Các bạn hãy nghiên cứu nội dung sách giáo khoa trang 143. Cùng nghiên cứu về một loại đồ dùng điện thường được sử dụng trong các gia đình, đó chính là bàn ủi điện. Các bạn hãy quan sát hình dưới đây và cho biết bàn ủi điện có các bộ phận chính là gì. Một, đó chính là nắp. Hai là nấm điều chỉnh nhiệt độ. Ba là đế bàn ủi. Và bốn là dây đốt nóng. Các bạn hãy hoàn thành bảng sau để thấy rõ được chức năng và vật liệu làm nên các bộ phận chính của bàn là điện. Dây đốt nóng của bàn ủi có chức năng là để biến đổi điện năng thành nhiệt năng, được làm bằng vật liệu là niken rôm. Đế bàn ủi có chức năng để tích nhiệt, thường được làm bằng vật liệu là gang hoặc là hợp kim nhôm. Nắp bàn ủi để bảo vệ các bộ phận bên trong, thường được làm bằng vật liệu đó là đồng, thép có mạ chrome hoặc nhựa cứng chịu nhiệt. Bạn quan sát một loại bàn ủi hơi nước hiện nay. Bàn ủi này có chức năng phun sương, cung cấp độ ẩm trực tiếp cho quần áo, làm cho sợi vải mềm hơn và chúng ta ủi đồ dễ dàng và nhanh hơn. Các bạn quan sát nút điều chỉnh ở trên bàn ủi. Nút điều chỉnh nhiệt độ này có thể xoay vặn được và các bạn có thể chọn nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ thấp nhất hoặc cao nhất. Hoặc các bạn chọn chế độ ủi cho từng loại vải.
Ngoài ra, ba mũi điện còn có đèn báo. Đèn báo này sẽ báo hiệu cho chúng ta biết là có nguồn điện đi vào trong bàn nguội, hoặc khi bàn nguội điện đã nóng đến một nhiệt độ nhất định thì bàn nguội sẽ ngắt điện. Và để bàn nguội thực hiện được chức năng tự ngắt điện khi đã đạt đến độ nóng nhất định thì cần phải có một bộ phận nữa, đó chính là rơ le nhiệt. Rơ le nhiệt có tác dụng gì trong bàn là điện? Các bạn quan sát cấu tạo của rơ le nhiệt bao gồm một tiếp điện, một băng kép. Băng kép bao gồm hai lá kim loại, đó là lá thép và lá đồng. Khi chúng ta đóng điện, tiếp điện đóng, đèn báo điện phát sáng. Khi bàn là điện hoạt động đến một nhiệt độ nhất định, lá đồng sẽ cong về phía lá thép và làm đẩy tiếp điện đi lên, làm mạch ngắt. Lúc này đèn báo điện sẽ không phát sáng. Khi bàn là điện nguội dần, lá thép và lá đồng sẽ dần trở về vị trí ban đầu, sẽ làm tiếp điện đóng, mạch đóng, và đèn báo điện sẽ phát ra ánh sáng. Vậy rơ le nhiệt có tác dụng để tự động đóng cách mạch điện khi đạt đến một nhiệt độ yêu cầu. Chắc hẳn các bạn đã từng sử dụng bàn ủi điện, hoặc đã từng thấy người thân trong gia đình mình sử dụng bàn ủi điện. Vậy các bạn hãy nêu những lưu ý khi chúng ta sử dụng bàn ủi điện. Khi sử dụng bàn ủi điện, chúng ta cần chú ý những vấn đề sau. Đó là chúng ta sẽ sử dụng đúng với điện áp định mức của bàn là điện. Khi đóng điện, chúng ta không để mặt đế của bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo. Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với từng loại vải mà chúng ta cần là tránh làm hỏng vật dụng được là sử dụng. Chúng ta cần phải giữ gìn mặt đế bàn là sạch và nhẵn, đảm bảo các an toàn về điện và về nhiệt. Sau đây cô xin hướng dẫn các bạn một số mẹo vặt khi chúng ta vệ sinh mặt đế của bàn là. Có hai chiếc bàn là điện với số liệu kỹ thuật sau: bàn là A 127V 1000W, bàn là B 220V 1000W. Giải thích các ý nghĩa các thông số trên. Nếu dùng nguồn điện có điện áp định mức là 220V thì chọn loại bàn là nào? Tại sao? Bàn là A 124V 1000W có điện áp định mức là 127V, công suất định mức là 1000W. Bàn là B 220V 1000W có điện áp định mức là 220V, công suất định mức là 1000W. Nếu dùng nguồn điện có điện áp định mức là 220V thì chọn bàn là B, vì điện áp định mức của bàn là B là 220V nên bàn là B sẽ hoạt động bình thường. Điện áp nguồn điện là 220V thì lớn hơn điện áp định mức của bàn là điện A nên bàn là A sẽ bị cháy và bị đứt dây đốt nóng. Bài học tới đây là hết rồi. Các bạn hãy học bài và đọc phần có thể em chưa biết, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Và hãy tìm hiểu thêm các loại bàn là điện phổ biến trên thị trường hiện nay, trình bày ưu và nhược điểm của chúng.